Xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu với toàn thể các bác một dòng đẩy 4 kênh công suất lớn. Con này công suất khá lớn. Đây, em sẽ mở ra cho các bác xem nha. Đấy, bảo vệ tốt không? Còn xốp chiếc này. Đấy, cái này là cũng test để mua mấy mẫu rồi. 4 kênh. Nhìn phát biến luôn. Rồi ok, bây giờ em sẽ nhấc ra nha. Đây là mặt form của chiếc đẩy mang thương hiệu là QT Acoustic. Model là 1000 các bác nha. Cục đẩy này là có 800W một kênh, đủ tải, đủ dòng, không có thừa. 800W một kênh, em mở luôn cả thông số cho các bác xem luôn nhé. Thì dòng lớn nhất là 1000. Đấy, thì cục suất lớn nhất là 800W một kênh, tải 8 ohm. 4 ohm thì nó sẽ lên là 1200W. Đấy, và đây là 8 ohm BTN là đúng không nhỉ? BTN Broil chụp cây chụp cầu là 2400W và 8 ohm Broil là 3200W. Thì là 4 ohm chắc là họ in nhầm hay sao ấy. 4 ohm đây chắc in nhầm rồi. 3200W tải 4 ohm chụp cây chụp cầu. Tức là hai kênh cộng lại là 3200W nhưng mà tải 4 ohm, tức là một chiếc xúc ép. Thì thường thường con này là công suất 800W là có thể đánh được xúc đơn 50 rồi. Xúc ép 50 thì các bác chỉ cần chụp hai kênh này là một. Tức một đẩy 4 kênh này đánh được một đôi xúc ép thoải mái, khỏe như xe, có khi là khỏe hơn 3200W. Khỏe như xe. Đấy, công tắc này. Đấy. Bên này mặt form này, QT Acoustic. Model là 1000. Đấy, QT 1000. Con này hiện tại bên em đang bán với các bác mức giá là 7 triệu. Đồng bao ship. 7 triệu đồng bao ship và bảo hành cho các bác là rất là dài hạn. Nên đến 365 ngày. Ở đây mặt form này hướng dẫn sử dụng này, 1 kênh, 2 kênh, 3 kênh, 4 kênh đấu cầu rồi hướng dẫn chi tiết cho các bác này. Đấy. Rồi ok, thì đây là tổng thể mặt form của sản phẩm các bác nha. Rồi ok, bây giờ em sẽ quay ra mặt sau cho các bác xem này. Ở đây là mặt sau của sản phẩm các bác nha, đây 4 kênh. Đây là model 1000. Đấy. Công suất là 900W một kênh thì các bác là đấu rắc spec công được mà đấu nguồn dây phổ thông kiểu nguồn con lỗ này cũng được mà cắm rắc bắp chuối cũng được ok hết. Và có đường ninh, tất cả là tiêu chuẩn là phải có đường ninh. Ninh vào, ninh ra. Đấy. Và có chế độ đánh. Ở đây là kênh CD này, kênh AB này. Đấy. Thì là có chế độ đánh như là sell này. Đấy. Pry này. Và panel này vào. Đấy. Rồi ok. Thường thường các bác dùng gia đình thì hoặc dùng sự kiện hoặc là như nào đó thì các bác có thể dùng là sell hoặc là paranever. Đánh súp thì nên dùng bright thì các bác chập cầu cho em. Đấy, kênh trên và kênh dưới, kênh trên kênh dưới thì đây là họ có ghi sẵn hướng dẫn sử dụng luôn này. Đấy, có hướng dẫn chi tiết luôn cho các bác đây, spec công rồi nó họ hướng dẫn luôn. Đây là đấu 1 2 3 4 như nào đó, cộng 1-1, cộng 2-2 như nào đó, họ có ghi hướng dẫn luôn đây rồi. Các bác về là có thể dùng thôi, rất hay và tiện lợi. Mặt form, mặt sau. Đấy. Và có thêm là độ nhạy tín hiệu đầu vào là 0.771 và 1.4. Đấy, các bác nhìn này, độ nhạy tín hiệu đầu vào. Lại kể về độ nhạy tín hiệu đầu vào, nhiều các bác không biết là chức năng này tác dụng như nào. Thì là nếu mà các bác gạt 0.77 thì là tín hiệu vào rất là nhỏ, nhưng lên đây nó sẽ được khuếch đại lên rất là lớn. Đấy, còn nếu mà nguồn phát của các bác quá lớn thì các bác gạt về 1.44. Đấy là nó sẽ tự động nén lại cho nó vừa phải, hoặc là các bác có thể dùng gia đình. Ví dụ vang số vang cự của các bác vẫn hết cỡ rồi. Đấy thì các bác gạt về 1.44 trong trường hợp là nhà các bác có trẻ con hoặc trẻ em thì họ đến các cháu đến vui vui nghịch nghịch vẫn hết cỡ nên cũng không sợ cháy loa. Đấy, còn nếu mà trong nguồn phát của các bác quá là nhỏ bé. Ví dụ từ những con vang cơ nó bị không chế âm lượng thì các bác có thể gạt 0.7. thì tiếng nó sẽ lên to rất là nhiều. Đấy, thường thường các bác cứ gạt về không cho em nha. Rồi thì giá em vừa báo là 7 triệu bao ship. Đấy, các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới các bác nha. Đây mặt sau của sản phẩm. Đấy. Sản phẩm bên em bán ra đều bảo hành cho các bác là 1 năm hoặc là 365 ngày. Đấy, dây nguồn ra chân luôn. Dây nguồn ra chân luôn này. Có một chân gì đó mà nó đẳng cấp và chuyên nghiệp tại đây. Đấy. Rồi ok. Hẹn các bác video sau nhé, bây giờ em còn phải đóng gói và test thử vài mẫu sản phẩm nữa. Những sản phẩm hiện tại em vừa nói, vừa giới thiệu là chỉ có giới thiệu thôi.
còn test thử thì em sẽ test trong một số video sắp tới, bởi vì bây giờ là chưa có loa để test, toàn nó bé nó con đấu vào khói mù cái nẹt loa mất.